Xin kính chào quý vị, tôi xin mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin cuối tuần 24 trên 7 trên kênh FBNC. Và trong phần đầu tiên của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi quý vị các thông tin nổi bật sau đây. Cục Hàng không Việt Nam cấm mang Galaxy Note 7 lên máy bay. Bộ Đông nghiệp Phát triển Đông Thôn bác bỏ thông tin nước mắm nhiễm ASEAN. Chính phủ đề xuất nâng chỉ tiêu giới hạn nợ so với GDP lên mức 55%. Thưa quý vị, tại cuộc họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào hôm đầu tuần qua, thì chính phủ đã đưa ra đề xuất xem xét được nâng chỉ tiêu giới hạn nợ so với GDP từ mức 50% như hiện nay lên mức trần 55% trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, đa số thành viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đều không chấp nhận. Theo quan điểm của chính phủ, trong 4 năm tới sẽ có nhiều tác động mới và khó khăn khiến nguồn thu ngân sách sụt giảm. Bộ chi ngân sách tăng dẫn đến phải vay nhiều hơn. Chẳng hạn sự suy giảm của giá dầu làm giảm thu ngân sách, cơ hội tiếp cận nguồn vốn nước ngoài với lãi suất thấp sẽ không còn khiến việc vay thương mại với lãi suất cao tăng lên. Chưa kể đến chỉ tiêu GDP không đạt kế hoạch như năm nay, thì việc phải điều chỉnh lại các hạn mức vay nợ tương ứng là cần thiết, vì chỉ tiêu nợ công gắn chặt với con số GDP thực tế cao hay thấp. Tuy nhiên, đa số thành viên của Ủy ban Tài chính Ngân sách nhận định rằng, trong bối cảnh ngân sách chưa thực sự vững chắc, thì cần duy trì ngưỡng an toàn nợ công như hiện hành và tắt chặt quản lý sử dụng vốn vay có thể cân nhắc quy định nợ chính phủ vượt ngưỡng tối đa 53%, song đến năm 2020 phải đưa về giới hạn 50%. Một số ý kiến khác cũng trong ủy ban cho rằng, vì mức trần thực tế đã hơn 50%, và nếu phải nâng trần lên mức 55% trong vòng 5 năm tới, thì chính phủ cần phải giải trình rõ căn cứ đề xuất, đánh giá sâu rộng hơn hệ quả có thể xảy ra. Mặt khác, khi chính phủ tuyên bố dừng cấp bảo lãnh chính phủ từ năm 2017, thì việc nâng trần nợ chính phủ càng cần phải được giải trình cụ thể. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 tới thì du khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch sẽ được cấp thị thực điện tử hay còn gọi là e-visa. Đây là thông tin vừa được Tổng cục Du lịch xác nhận sau khi có ý kiến chấp thuận chủ trương của chính phủ. Tổng cục Du lịch cho biết chính phủ vừa đồng ý việc cấp thị thực điện tử e-visa cho khách nước ngoài đến du lịch Việt Nam bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên, việc cấp thị thực điện tử không được áp dụng rộng rãi cho tất cả du khách mà chỉ áp dụng cho những người đến từ các thị trường trọng điểm của ngành du lịch. Cũng theo Tổng cục Du lịch, hiện chính phủ chưa quyết định du khách đến từ quốc gia nào sẽ được cấp thị thực điện tử. Thị thực điện tử được đánh giá là tiện lợi hơn rất nhiều so với cách xin thị thực truyền thống. Với thị thực điện tử, du khách có thể nộp hồ sơ xin cấp và nhận thị thực ngay trên máy tính mà không phải xin thị thực trực tiếp tại cơ quan lãnh sự hay cửa khẩu. Thưa quý vị, sau khi nhiều tổ chức an toàn bay thế giới cấm mang Samsung Galaxy Note 7 lên máy bay, thì Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa mới ban hành chỉ thị tương tự, tránh nguy cơ cháy nổ do sự cố lỗi pin làm ảnh hưởng đến an toàn của chuyến bay. Cục Hàng không vừa yêu cầu các hãng hàng không cấm hành khách và thành viên tổ bay mang Samsung Galaxy Note 7 lên máy bay dưới mọi hình thức, đồng thời cấm vận chuyển điện thoại này bằng đường hàng hóa. Các hãng hàng không, phòng vé và sân bay có trách nhiệm thông báo cho khách hàng được biết. Trường hợp nếu phát hiện có Samsung Galaxy Note 7 trên máy bay, tổ bay cần lập tức hướng dẫn hành khách tắt nguồn điện thoại, không sạc pin, tránh tất cả những nguy cơ kích hoạt điện thoại không mong muốn như chức năng báo thức, ghi nhớ và tuân thủ theo đúng quy trình ứng phó được hãng hàng không xây dựng hành khách cố ý mang điện thoại lên máy bay có thể bị từ chối vận chuyển và bị xử phạt theo quy định. Trước đó, Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu và Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã khuyến cáo về việc cấm vận chuyển điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trên các chuyến bay dưới mọi hình thức liên quan đến kết quả khảo sát của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Vinatax công bố có tới 67% nước mắm có hàm lượng arsen vượt ngưỡng cho phép. Mới đây, trao đổi với báo giới, ông Ngô Quang Tú, trưởng phòng chế biến bảo quản thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho rằng công bố trên là sơ sài, vội vàng, các thông tin cơ bản chưa minh bạch. Theo ông Ngô Quang Tú, sản phẩm nước mắm đã có từ hàng ngàn năm nay và từ những năm 1970, Việt Nam đã có tiêu chuẩn quốc gia về nước mắm và đến năm 2003 được sửa đổi bổ sung lần thứ ba. Vì vậy, một dự án khảo sát nghiên cứu về an toàn thực phẩm như nước mắm cần có một hội đồng khoa học nghiệm thu dự án với những phân tích đánh giá cụ thể. Do đó, những thông tin do Vinatax công bố chưa đảm bảo tính khách quan và minh bạch. Ngay sau công bố, đã có một số doanh nghiệp sản xuất nước mắm tại Nha Trang, Khánh Hòa gọi điện đến cục để phản đối về thông tin nói trên. Ông Tú cũng cho biết thêm, ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại hội thảo về nước mắm được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh do Cục Chế biến Nông lâm Thủy sản và Nghề muối, Cung hội Nghề cá tổ chức, Vinastat đã đề nghị được công bố thông tin nói trên nhưng đã bị phản đối. Trước đó, ngày 17 tháng 10, kết quả đợt khảo sát nước mắm của Vinastat trên toàn quốc cho thấy 125 trên 150 mẫu khảo sát đều có ít nhất một tiêu chuẩn trong năm chỉ tiêu của nhóm hóa học, được khảo sát không đạt so với tiêu chuẩn hoặc công bố trên nhãn đặc biệt có khoảng 67% mẫu không đạt chỉ tiêu ASEAN. Điều này đã gây hoang mang cho người tiêu dùng, bởi nước mắm là sản phẩm quen thuộc và không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh vừa mới phát hiện thêm một ca bệnh mắc Zika tại quận 5, nâng tổng số ca bệnh do virus Zika tại thành phố Hồ Chí Minh lên 5 ca. Đây là thông tin được phó giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp triển khai phòng chống dịch bệnh Zika của Ủy ban dân thành phố và các sở ban ngành vào chiều ngày 19 tháng 10. Những quận có bệnh nhân mắc bệnh do virus Zika hiện nay là quận 2, có 2 người, quận 9, quận 12 và quận 5. Hiện thành phố đang là mùa mưa, cũng là mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra và giám sát môi trường, đo mật độ mũi tại 8 quận huyện trọng điểm, cho thấy nguy cơ cao tập trung tại Bình Chánh, Thủ Đức và Hóc Môn. Sở y tế thành phố sẽ tập trung phát hiện thai phụ có triệu chứng Zika để quản lý, theo dõi thai nhi và trẻ sơ sinh, tăng cường tầm soát, phát hiện sớm để tránh dị tật đầu nhỏ khi trẻ sinh ra. Sở Y tế đã phối hợp với bệnh viện Pasteur thực hiện tầm soát ca bệnh tại 30 bệnh viện trên địa bàn toàn thành phố. Tính đến nay, các bệnh viện đã vận chuyển được gần 800 mẫu bệnh phẩm đến viện Pasteur. Trước đó, vào ngày 17 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đã công bố dịch bệnh do virus Zika quy mô xã phường trên địa bàn thành phố. Tính đến cuối tháng 9 năm 2016, trên thế giới đã có 72 quốc gia và vùng lãnh thổ có sự lưu hành hoặc lây truyền của virus Zika. Và đến với chuyên mục mỗi tuần một con số ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nhắc đến con số là 1,3 triệu đồng. Đây là mức lương cơ sở năm 2017 mà chính phủ vừa đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Thưa quý vị, chính phủ vừa đề nghị tăng 7% lương cơ sở tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào hôm 17 tháng 10 vừa qua. Thẩm tra báo cáo của chính phủ, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, trong điều kiện giá cả tăng cao, đời sống của cán bộ công chức gặp không ít khó khăn, việc đề xuất tăng mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng hiện nay lên 1,3 triệu đồng một tháng là hợp lý. Tuy nhiên cơ quan thẩm tra đề nghị chính phủ cần cân nhắc bố trí nguồn để thực hiện đề án cải cách tiền lương. Đại diện Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cũng cho biết, việc điều chỉnh tiền lương phải đi đôi với việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước nâng cao hiệu quả công việc cũng như phải tính toán kỹ nguồn thực hiện điều chỉnh lương. Từ ngày 1 tháng 5 thì mức lương cơ sở của công chức viên chức đã tăng lên 1,21 triệu đồng một tháng. Nếu xét từ năm 2008 đến nay thì lương cơ sở đã tăng được 2 lần từ mức chỉ có 540.000 đồng lên 1,21 triệu đồng một tháng. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của bản tin 24 trên 7 sẽ là những thông tin thế giới đáng chú ý trong tuần vừa qua và phần tổng hợp thị trường chứng khoán toàn cầu. Nợ mới hình thành tại hệ thống ngân hàng Trung Quốc tăng gần 30% trong tháng 9 kinh tế thái lan đứng trước nguy cơ suy giảm trong ngắn hạn vì quốc vương băng hà